Vào khoảng 4 giờ sáng hôm qua, một trận lũ quét đã xảy ra trên địa bàn xã Đạp Loa, huyện Đạ Oai, cuốn trôi hai căn nhà và phá hoại hàng chục hecta cây trồng trên địa bàn, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Rạng sáng qua 4 tháng 9, lũ quét đi qua khu vực thôn 4 xã Đạp Loa, huyện Đạ Oai, làm 14 hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại về tài sản và cây trồng. Trong đó, hai căn nhà bị cuốn trôi, 6 hecta cây trồng gồm cà phê và cây ăn quả thiệt hại hoàn toàn, 1,5 hecta ao cá bị bồi lấp, 7 máy tưới nước và các công cụ máy móc sản xuất của các hộ dân bị cuốn trôi. Lũ quét còn làm sạt lở 90 mét khối đất đá, đường giao thông, hai cống thoát nước hư hại hoàn toàn, ước thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng. Tin chúng tôi vừa nhận được, đến chiều nay lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân, người dân và doanh nghiệp do lãnh đạo huyện Đạ Oai và xã Đạp Loa huy động đã tham gia hỗ trợ giúp dân khắc phục cơ bản thiệt hại về nhà ở và sửa chữa đường giao thông bị hỏng do lũ quét gây ra, đảm bảo phục vụ cho việc đi lại thuận tiện cho người dân và học sinh đến trường. Thưa quý vị và các bạn, trời mưa nhiều gây ngập úng là chuyện bình thường đối với một số nơi. Thế nhưng ngay giữa trời nắng ráo cũng vẫn bị ngập. Đó là tình trạng của hộ bà Đào Thị Tuyết Vân ở xã Gung Ré, huyện Di Linh trong hơn một tháng qua. Căn nhà bà Đào Thị Tuyết Vân nằm ngay bên cạnh quốc lộ 28, tuyến đường nối từ thị trấn Di Linh đi qua xã Gung Ré, huyện Di Linh, tới huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Tại thời điểm chúng tôi có mặt, tuy không mưa, nhưng nước vẫn ngập lênh láng trong vườn và tràn vào nhà bà Vân. Mực nước ngập cao khoảng 0,5 mét khiến việc sinh hoạt đi lại của gia đình bà gặp rất nhiều khó khăn. Để vào được trong nhà, không có cách gì khác ngoài việc lội qua vũng nước lớn, bốc mùi hôi thối vì tù động lâu ngày. Ngoài ra, tình trạng ngập nước đã làm một sào lan rừng của gia đình bà bị dịch bệnh gây hại, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Cái tình trạng này thì năm 2016 nó đã ngập rồi, thì tôi có đưa lên xã. Thì trong thời gian đó thì tôi dùng máy bơm, hai máy tôi bơm ra tạm thời thì nước nó rút. Nhưng sau cái thời gian này nước nó vẫn rút ra được thì nó chảy chậm. Nhưng mà cái đầu qua 2017 này thì bắt đầu nó có hiện tượng nó ngập. Nếu mà ngập úng như vậy thì cái công việc làm của tôi như chăm sóc lan đi bắt ốc, bắt nhớt, làm cỏ rất là khó khăn. Nó cũng rất thiệt hại về lan và bông. Nguyên nhân ngập úng được xác định là do bên cạnh nhà bà Vân có một con mương tự nhiên, nên nước từ trên đồi cao liên tục chảy xuống mương thoát nước trên quốc lộ 28 ra suối cầu 1, thôn Đăng Rách. Tuy nhiên hiện nay, mương thoát nước trên quốc lộ 28 đã bị tắc nghẽn, nên toàn bộ nước chảy tràn qua vườn bà Vân gây ngập úng. Điều đáng nói là do tình trạng ngập úng kéo dài không được xử lý kịp thời, nên hiện nay nước đã tràn ra quốc lộ 28 gây xuống cấp. Những ngày qua, mặt đường ở đây đã xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trong khi chờ các ngành chức năng có thẩm quyền khắc phục tình trạng này, thì gia đình bà Đào Thị Tuyết Vân vẫn đang sống chung với ngập úng và quốc lộ 28 đoạn qua khu vực này vẫn đang xuống cấp hàng ngày.